Thưa quý vị, bản tin cộng đồng cho biết, việc đeo khẩu trang có lợi và việc chích vaccine vẫn quan trọng hơn đối với trẻ em. Theo lời của bác sĩ Jay Yash, UC Davis Health và bản tin từ việc từ báo người Việt, thưa quý vị, trẻ em nên đeo khẩu trang ở trường hay không vẫn là một chủ đề đáng quan tâm với nhiều ý kiến của cả hai phía. Thêm vào tranh luận này là hướng dẫn đeo khẩu trang mới nhất của tiểu bang có hiệu lực từ ngày 12 tháng 3. Các trường học sẽ không phải thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang và thay đó là duy trì việc đeo khẩu trang như một đề nghị mạnh mẽ, giữ an toàn cho học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường. Tuy vậy, một số học khu vẫn chọn tiếp tục duy trì yêu cầu về khẩu trang và khẩu trang đang là yêu cầu bắt buộc tại một số trung tâm có tỷ lệ lây bệnh cao như trung tâm chăm sóc sức khỏe và trên những phương tiện công cộng. Bất chấp những hướng dẫn mới nhất và những quan điểm khác nhau, nhiều gia đình đã chọn tiếp tục đeo khẩu trang để bảo vệ mình khỏi bị nhiễm virus COVID-19. Trên thực tế, chích ngừa là an toàn trong việc phòng nhiễm COVID-19. Trẻ em từ 5 tuổi trở lên hiện nay đã đủ điều kiện để chích ngừa. Vì vậy, nếu như quý vị chưa thực hiện, thì bác sĩ đã chia sẻ rất mong sẽ đưa trẻ em đi chích ngừa ngày hôm nay. Và nếu các em từ 12 tuổi trở lên, nên cho các em chích mũi tăng cường khi đủ điều kiện.